trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ngay lên tiếng vụ vũ khí bất khả chiến bại phát nổ, lộ manh mối vén màn sự thật. Loạt tướng đầu sỏ Kiev sập bẫy kinh hoàng, Ukraine chỉ mặt kẻ phản bội. Tướng Ukraine thừa nhận quân đội Kiev phải luân chuyển khỏi cớt. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Washington Post của Mỹ đưa tin, các bức ảnh vệ tinh do công ty Maxar vừa công bố cho thấy một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat, được mệnh danh bất khả chiến bại của Nga, đã phát nổ trong cuộc thử nghiệm gần đây, làm dấy lên câu hỏi về năng lực quân sự và khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Trong các bức ảnh có thể thấy một hố lớn rộng hơn 60 mét và mức độ thiệt hại đối với các khu vực xung quanh silo hầm phóng, phóng tên lửa ở sân bay vũ trụ Plesetsk, vùng Arkhangelsk miền bắc nước Nga. Trong khi đó, các chuyên gia vũ khí khác vẫn chưa rõ liệu tên lửa SAMAT đã phát nổ trong quá trình phóng hay trong quá trình tiếp nhiên liệu. Một số chuyên gia nhận định SAMAT sở hữu tính năng tương tự hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp, FOBS được Liên Xô phát triển thời chiến tranh lạnh, trong đó đầu đạn bay nhiều vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp rồi trở lại khí quyển và lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn. Tên lửa SAMAT ước tính đạt tầm bắn khoảng 35.000 km nếu ứng dụng cơ chế FOBS. Dự án tên lửa Samad được Nga khởi động năm 2011 để thay thế dòng R-36M lạc hậu. Các đầu đạn có tốc độ tối đa hơn 25.000 km một giờ, sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn. Tên lửa Samad cũng có thể mang được nhiều đầu đạn siêu vượt âm Avangard, giúp chúng đánh bại bất cứ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới hiện nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả Samat là một vũ khí không thể đánh chặn. Theo các nhà phân tích phương Tây, loạt vấn đề mà Samat gặp phải một phần là do tổn thất tài chính và các khoản nợ ngày càng gia tăng của cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cũng như các nhà thầu của cơ quan này. Một số nhà thầu của Roscosmos đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ năm 2014 và hầu hết các hợp đồng quốc tế của họ đã bị hủy bỏ sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Thông tin về vụ nổ tên lửa Samat đã được truyền thông Nga đề cập, tuy nhiên thông tin đang chia làm hai chiều. Tờ Top Call dẫn lời một số nhà phân tích quân sự Nga cho biết tên lửa đã phát nổ ngay trong silo, làm hình thành một hố lớn. Trong khi đó, trang tin News.ru của Nga dẫn nguồn từ kênh tin tức Insider TV cho rằng không có khả năng tên lửa Samat xảy ra sự cố tại bãi thử nghiệm. Kênh này dẫn một manh mối liên quan tới độ lớn của chiếc hố được cho là hình thành sau khi tên lửa Samad phát nổ. Trả lời câu hỏi của các phóng viên về thông tin tên lửa RS-28 Samad phát nổ do truyền thông phương Tây đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không nhận được thông tin nào về vấn đề này. Theo tờ Eurasian Times và Jew Press, đây không phải lần đầu tiên có thông tin về thất bại trong quá trình thử nghiệm tên lửa Samad nhưng đây là lần đầu tiên Điện Kremlin đưa ra bình luận liên quan. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, các quan chức Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm ICBM Smart của Nga trong thời gian diễn ra chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại. Tuyên bố của các quan chức Mỹ một phần dựa trên bài phát biểu của Tổng thống Putin vào thời điểm đó, trong đó nhà lãnh đạo Nga không hề đả động tới vụ phóng tên lửa mà vốn dĩ ông rất tự hào. Theo Eurasian Times, việc Nga liên tục đưa ra cảnh báo hạt nhân và ám chỉ một cách tinh tế về sự sẵn sàng của vũ khí hạt nhân, thì vụ thất bại nếu có của vụ thử tên lửa mới nhất này sẽ không phải là tin tốt cho Moscow. Các quan chức Nga trong thời gian qua đã nhắc tới tên lửa Sarmat như mối đe dọa đối với phương Tây. Kênh Military Summary đưa tin, tình hình ở Uleda, một thành phố chiến lược ở Donetsk, có vẻ nguy cấp hơn đối với lực lượng Kiev quân đội Nga đã thành công trong việc cải thiện vị trí của mình ở ba mặt Tây, Đông và Nam, đồng thời thọc sâu hơn đến trung tâm thành phố. Các nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình rất căng thẳng ở pháo đài. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS cho biết quân đội Nga đã bắt giữ được hơn 20 quân nhân Ukraine gần Uleda. Đây là các quân nhân đã ra đầu hàng lực lượng Nga. Phần lớn trong số này là các binh sĩ trực thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 của Ukraine và đều là lính nằm trong diện được huy động họ được đưa vào lữ đoàn 58 cách đây vài tuần và sau đó nhận lệnh tham chiến. Ngoài ra, còn có hai sĩ quan Ukraine ra hàng. Bên cạnh đó, kênh tin tức Ur Correspondent of the Russian Spring của Nga thông báo các binh sĩ đến từ tập đoàn quân số 29 thuộc lực lượng Nga ở Vostok đã bắt giữ một biệt đội đặc nhiệm. Những con sói Da Vinci thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 1 Ukraine gần Uleda. Cũng theo TASS, hiện tại, các tuyến đường để quân đội Ukraine tiếp tế cho lực lượng tại Uleda đã bị cắt đứt. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezuglea cho rằng việc Kiev mất Uleda chỉ còn là vấn đề thời gian do quân đội Ukraine không có công sự phòng thủ vững chắc nào gần thành phố này. Trước đó, tờ Shana của Ukraine nhận định những bước tiến quân của lực lượng Nga gần Uleda đang đe dọa bao vây hoàn toàn thành phố này. Bản đồ định vị địa lý do Shana công bố cho thấy lực lượng Nga đã đột phá về phía tây thành phố. Cụ thể tình hình, tờ tin tức này cho biết Cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra cách con đường đến Bogoyalenka, nơi quân đội Ukraine chuyển đồ tiếp tế cho Uleda, chưa đầy 1 km. Theo tờ Financial Times của Anh, việc Ukraine sắp mất thành phố chiến lược Uleda là do những tính toán sai lầm của Kiev về việc tổ chức tấn công Kursk. Việc lực lượng Ukraine bị giàn mỏng do nhiệm vụ trên lãnh thổ nước Nga đã khiến quân đội Kiev không thể cản bước tiến quân của Nga. Cũng theo tờ báo này nhận định, thì Uleda có thể thất thủ chỉ trong vài tuần tới, sau đó là tới lượt Pokrovsk vào đầu mùa đông. Tờ báo Anh lưu ý rằng nhiều chỉ huy của Ukraine hiện đang hối tiếc vì quyết định của Bộ Tư lệnh Ukraine khi tấn công Kursk. Trao đổi với Financial Times, một sĩ quan Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật tiến hành các hoạt động tấn công. Nếu trước đây quân đội Nga tấn công bằng lượng lớn xe bọc thép, thì nay họ sử dụng chiến thuật tấn công bằng các nhóm nhỏ, gây khó khăn cho Ukraine trong việc phòng thủ bằng pháo binh và UAV. Tuy nhiên, thảm họa thực sự đối với Ukraine là việc Nga tấn công các vị trí của họ bằng bom lượn vì Uleda không có hệ thống phòng không. Ở một diễn biến có liên quan, đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezugalea cho rằng việc Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shitsky, cách chức chỉ huy lữ đoàn 72 Ukraine, đơn vị phòng thủ chủ lực tại Uleda, đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên mặt trận. Bà Bezugalea cũng cho biết các tường lĩnh Ukraine đã mất liên lạc với mặt trận và không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên chiến trường. Nghị sĩ này đồng thời cáo buộc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov là kẻ phản bội. Bà này nói, ông Zelensky đã tạo ra hố cớt, dẫn tới tổn thất lớn cho binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine là kẻ phản bội. Trước đó, theo tờ Shana, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cùng Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirilo Budanov có thể sẽ bị cách chức do bất đồng với tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, người được cho là có quyền lực chỉ sau Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, kênh Telegram Legitimny của Ukraine cũng đưa tin, tướng Oleksandr Shitsky đang đối mặt với nguy cơ mất chức. Theo kênh này, ông Andriy Yermak đã cảnh báo tướng Shitsky phải tuân thủ chính xác mọi mệnh lệnh từ Tổng thống Zelensky và ông Yermak, nếu không sẽ phải từ chức. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của Lực lượng Vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm AKMAT, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành luân chuyển các đơn vị ở khu vực Kursk, cụ thể, ông Alaudinov nói trong một video được đăng trên kênh Telegram vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút các đơn vị thực tế đã bị đánh bại. Họ đã phải chịu tổn thất nặng nề và đưa một số đơn vị mới vào bổ sung. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi cũng sẽ sớm đánh bại hoàn toàn họ. Cũng theo tướng Alaudinov, các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã phá hủy hai điểm kiểm soát thiết bị bay không người lái, một chiếc ô tô, một khẩu súng cối và một xe bán tải chở lính dù trong ngày qua về việc Nga nhiều lần tuyên bố ngăn chặn Ukraine mở thêm mũi tấn công mới vào khu vực Kursk và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương thời gian qua. Ông Alaudinov cũng thừa nhận Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do bị Nga chặn lại và phá hủy vũ khí. Họ cũng đã mất hơn một nửa số vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này. Đến nay, lực lượng của Ukraine vẫn kiểm soát một phần khu vực Kursk và giao tranh vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy Ukraine nhận thiệt hại nặng nề khi mất nhiều binh sĩ và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự bao gồm 126 xe tăng và 95 xe bọc thép kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Hồi tháng 8 vừa qua, Ukraine đã bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công lớn vào Kursk trong lãnh thổ nước Nga. Phía Moscow đã liên tục gọi đây là một hành động khiến tình hình xung đột trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky tiếp tục nhấn mạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chọn phương án sai khi ra lệnh cho lực lượng nước này tiến vào khu vực biên giới Nga Nói với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Poliansky cho biết Nga đánh giá những gì người khác làm bằng hành động của họ, không phải bằng lời nói. Điều này có nghĩa là ông Zelensky rõ ràng đã chọn con đường khiến mọi thứ phức tạp hơn khi tấn công vùng Kursk của Nga. Tôi nghĩ đây là câu trả lời tốt nhất cho tất cả những ai hy vọng rằng giới lãnh đạo Ukraine đang đấu tranh cho hòa bình. Ông Poliansky nói thêm rằng Nga không biết về nội dung kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky và không được mời thảo luận về vấn đề này. Cuối tuần trước, ông Zelensky đã đến Mỹ và dự kiến sẽ gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, các thành viên của Quốc hội và cả hai ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump để trình bày về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cho biết Moscow sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc thử hạt nhân chiến thuật nào nếu Mỹ cũng làm như vậy. Cụ thể, ông Ryabkov nhấn mạnh lập trường của Nga về các cuộc thử nghiệm hạt nhân không có gì thay đổi. Như Tổng thống Nga từng nói, Chúng tôi có thể tiến hành cuộc thử nghiệm nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy vì Mỹ kiềm chế các bước liên quan đến hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Vào tháng 3 năm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng tiếp tục hoạt động thử vũ khí hạt nhân chiến thuật vì một số chuyên gia tin rằng hình thức mô phỏng máy tính là không đủ đối với loại đầu đạn mới. Vừa qua, Nga đã kích hoạt bãi thử hạt nhân Novaya Zemlya ở Bắc Cực, mặc dù bãi thử này không sử dụng đúng mục đích trong 34 năm nhưng cơ sở hạ tầng của bãi thử vẫn được bảo trì và vẫn sẵn sàng tiếp tục hoạt động thử nghiệm quy mô lớn. Thông tin thêm về trạng thái của bãi thử, người đứng đầu cơ sở thử nghiệm hạt nhân trung ương của Nga tại quần đảo Novaya Zemlya, chuẩn đô đốc Andrei Sinitsin khẳng định nếu lực lượng tại Novaya Zemlya được yêu cầu tiếp tục thử vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhiệm vụ này sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Ông Sinitsin nhấn mạnh địa điểm này có thể nằm xa tiền tuyến giữa Nga và Ukraine cũng như nằm ngoài tầm với của tên lửa tiên tiến nhất do phương Tây cung cấp cho Kiev. Ngoài ra, Novaya Zemlya cũng có hệ thống an ninh toàn diện cho phép đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Chuẩn đô đốc cũng chia sẻ về tình trạng phòng thủ tại đây rằng chúng tôi có trạm giám sát trên không và nhóm chế áp UAV di động trực chiến mỗi ngày. Nhiều hệ thống tác chiến điện tử khác nhau được sử dụng để bảo vệ mọi cơ sở. Chúng tôi luôn sẵn sàng đẩy lùi mọi loại mối đe dọa, bao gồm nỗ lực xâm nhập của nhóm phá hoại và trinh sát vào đảo. Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa có dấu hiệu liên tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo các thông tin từ phương Tây thì đó là hai loại tên lửa xuyên lục địa Samat và Burevestnik. Mặc dù chưa rõ về khả năng thành công của các vụ thử, nhưng có nhiều lo ngại đã được đưa ra về tình trạng mâu thuẫn giữa phương Tây và Moscow trở nên khó lường hơn. Nhìn lại lịch sử, Nga đã thực hiện khoảng 715 vụ thử hạt nhân. Trong đó, vụ thử hạt nhân chiến thuật được phía Moscow xác nhận gần đây nhất là tiến hành tại bãi thử Semipalatinsk vào ngày 19 tháng 10 năm 1989 và bãi thử Novaya Zemlya vào ngày 24 tháng 10 năm 1990. Liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố ông sẽ không đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí của Đức tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông cũng loại trừ khả năng suy nghĩ lại về việc cung cấp vũ khí tầm xa Taurus cho Ukraine. Tên lửa Taurus có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 500 km, được Ukraine coi là rất quan trọng đối với chiến lược phòng thủ chống lại Nga, đặc biệt là khi nhắm vào các cơ sở ở phía sau tiên tuyến. Việc Thủ tướng Scholz từ chối là một phần trong cách tiếp cận thận trọng được nhiều nhà lãnh đạo phương Tây chia sẻ. Những người muốn tránh gây ra sự gia tăng căng thẳng hơn nữa trong cuộc xung đột. Lập trường của Đức vẫn rõ ràng, nhấn mạnh sự kiềm chế và tập trung vào các giải pháp ngoại giao hơn là gia tăng căng thẳng về mặt quân sự. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, đó là lý do tại sao tôi sẽ giữ vững quan điểm của mình, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định ngược lại. Theo ông, quan điểm này cũng áp dụng cho các loại vũ khí khác. Đặc biệt, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận rằng ông không ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Đức để thực hiện các cuộc tấn công vào quốc gia có thủ đô Moscow. Ông Scholz nhấn mạnh rằng chính phủ Đức đã đưa ra một số quyết định về hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà ông thấy rất rõ ràng, trong đó có việc Đức sẽ không dỡ bỏ các hạn chế về tầm bắn. Thủ tướng Đức chia sẻ thêm, các cuộc tấn công tầm xa vào Nga không phù hợp với lập trường cá nhân của tôi. Chúng tôi sẽ không làm điều này và chúng tôi có lý do chính đáng cho việc này. Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các cường quốc phương Tây về việc gỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây. Ông Putin nhấn mạnh điều này có nghĩa là các nước NATO, Mỹ, các nước châu Âu đang chiến đấu chống lại Nga. Theo Tổng thống Nga, sự tham gia trực tiếp như vậy sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Nga sẽ phải đưa ra quyết định phù hợp về các mối đe dọa đối với nước này. Theo Forbes, Nga đã chi 1,1 tỷ đô la Mỹ để sản xuất tên lửa và 100 triệu đô la Mỹ để sản xuất máy bay không người lái mỗi tháng Nga sử dụng số vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng, thông tin của Ukraine. Cụ thể, tạp chí Forbes dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Ukraine cho biết tỷ lệ sản xuất trung bình ở Nga là 132 đến 171 tên lửa mỗi tháng. Trong đó, Nga chi 585 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho việc sản xuất tên lửa hành trình KH-101 và 28 triệu đô la Mỹ cho việc sản xuất tên lửa Kalib. Trung bình ngành công nghiệp quốc phòng Nga lần lượt sản xuất 45 và 35 tên lửa loại này mỗi tháng. Ngoài ra hàng tháng Nga chi trả 38 triệu đô la Mỹ và 13 triệu đô la Mỹ cho các tên lửa Iskander-K và Onyx mới. Số lượng sản xuất những dòng tên lửa này khá nhỏ so với các tên lửa hành trình khác, lần lượt là 10, 15 và 10 tên lửa mỗi tháng. Đối với việc sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M và Kinza, Nga đã chi 135 triệu đô la Mỹ và 60 triệu đô la Mỹ. Trong đó sẽ có khoảng 45 tên lửa Iskander và tối đa 6 tên lửa Kinza được sản xuất mỗi tháng. Ngoài ra, Forbes ước tính Nga chi khoảng 100 triệu đô la Mỹ cho máy bay không người lái cảm tử Shahed 136 và sản xuất hơn 500 chiếc UAV mỗi tháng. Từ năm 2022, Moscow đã tấn công các nhà máy điện, nhà máy, cơ sở quân sự của Ukraine với mục tiêu làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân mới ra tiền tuyến. Vào tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần do mạng lưới năng lượng đã bị phá hủy nghiêm trọng do các vụ tập kích của Nga. Trong diễn biến có liên quan, tổng thống Ukraine Zelensky đã đến ngã ba đường, đó là nhận định của tờ báo Anh Telegraph khi phân tích về tình hình xung đột và những bước đi hiện có của tổng thống Zelensky. Theo Telegraph, Ukraine đang dần mất đi lãnh thổ và sự ủng hộ của các đồng minh. Tổng thống Ukraine có tiếp tục đi theo con đường cũ và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi không? Hay ông cố gắng lôi kéo những người ủng hộ phương Tây tham gia vào một kế hoạch có thể chấm dứt xung đột. Ông Zelensky đã chọn phương án sau, quyết định tới Mỹ với cái mà ông mô tả là kế hoạch chiến thắng. Theo đó ông Zelensky trình bày với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và hai ứng cử viên tổng thống là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, kế hoạch chiến thắng của Kiev nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga vốn đã kéo dài 2 năm rưỡi. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc gặp của ông Zelensky với ông Biden, bà Harris và ông Trump sẽ được tiến hành lần lượt trong các ngày 26 và 27 tháng 9, mặc dù phía Nhà Trắng chưa chính thức thông báo về các cuộc tiếp xúc này. Tổng thống Ukraine đã phát thảo những nét chính trong đề xuất bốn mũi nhọn của mình mà ông tin rằng có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói với các phóng viên, kế hoạch chiến thắng, cây cầu giúp củng cố Ukraine có thể góp phần tạo nên các cuộc gặp ngoại giao hiệu quả hơn trong tương lai với Nga, đồng thời cho biết thêm rằng kế hoạch này sẽ được thống nhất và triển khai vào cuối năm nay kênh Military Summary đưa tin, tình hình ở thành phố chiến lược Uleda có vẻ nguy cấp hơn đối với lực lượng Kiev. Quân đội Nga đã thành công hình thành ba mặt hợp vây theo hướng Tây, Đông và Nam, chính thức mở cuộc tấn công vào khu vực này, đồng thời thọc sâu hơn để đến trung tâm thành phố. Các nguồn tin Ukraine báo cáo tình hình rất căng thẳng ở trung tâm thành phố. Về phía Pokrovsk, quân đội Nga giành thêm lãnh thổ theo hướng làng Tersukurine sau bước phát triển mới nhất về phía Toretsk lực lượng vũ trang Ukraine đã cho nổ tung tòa nhà cao nhất tại khu mỏ để chặn các cuộc tiến công của phía Nga. Tình hình ở Kupiansk cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine. Quân đội Nga cố gắng tiến xa hơn về hướng sông Oskin. Hậu cần của Ukraine có nguy cơ bị gián đoạn trong khu vực nếu Nga giành được quyền kiểm soát hỏa lực qua cây cầu ở Senkove. Theo hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine tiến về phía Bắc qua Malaya, Lognia và có lẽ đang cố gắng bao vây lực lượng Nga cố thủ trong làng. Trong hai năm trước đó, Nga đã nhiều lần tấn công vào pháo đài này nhưng đều không thành công. Những trận chiến ở Uleda khiến Nga tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, giờ đây, ngày càng có nhiều cơ sở để khẳng định rằng pháo đài này sắp sụp đổ. Thành phố thực sự trong tình trạng sắp bị bao vây hoàn toàn. Áp lực dồn lên từ ba hướng cùng một lúc. Từ bờ bắc sông Kaslagach, từ các ngôi nhà nông thôn Uleda và từ các mỏ Nam Donbass số 1 và số 3. Các gọng kìm của quân đội Nga ngày càng siết chặt hơn đối với lực lượng Kiev trong nồi hầm. Trong khi đó tại Kursk, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân sự quân đội Nga, thiếu tướng Apti Alodinov cho biết, nhóm binh sĩ nghĩa vụ đã bị lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) bao vây tại vùng Kursk khoảng hơn một tháng trước đã mở đường rút lui an toàn. Cụ thể, đặc nhiệm Nga đã tạo ra một tuyến đường an toàn để binh sĩ bị bao vây rút lui, dù không thể tiếp cận được vị trí này. Theo lời ông Alaudinov, tất cả binh sĩ được giải cứu đều được khám bệnh và chuyển đi điều trị tại các quân y viện ở hậu phương. Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023, 11 và 12 tháng kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, lữ đoàn cơ giới 72 của quân đội Ukraine đã hai lần đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi Vuhledar, một thị trấn pháo đài của Kiev ở khu vực Donetsk. Lữ đoàn cơ giới 72 đã phòng thủ ở Vuleda kể từ đó, bảo vệ một khu vực quan trọng trên tiền tuyến, trải dài cả nghìn km, nơi mà tiền tuyến phía Nam từ Tây sang Đông rẽ về phía Bắc và luôn qua miền Đông Ukraine cho đến tận tỉnh Kursk của Nga. Khu vực quân đội Ukraine đã kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng gần 1.000 km vuông. Tuy nhiên, sau 20 tháng ở Vuleda, lữ đoàn cơ giới 72 gồm 2.000 người đã mệt mỏi, trong khi quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công sau khi cố gắng trong gần 2 năm để buộc lữ đoàn Ukraine rời khỏi Vuleda. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 40 của Nga cùng các lữ đoàn và trung đoàn khác hiện đang cố gắng vượt qua và chia cắt lực lượng này. Trên thực tế, Moscow đang dần thành công. Trong khi giao tranh chậm lại ở nhiều khu vực khác, nó có thể tăng tốc quanh Vuleda khi Nga khai thác cơ hội mà họ đã chiến đấu từ đầu năm 2023. Frontalizance Insight, một nhóm phân tích của Ukraine cảnh báo hãy để mắt đến Vuleda vì tình hình ở đó có thể trở nên rất biến động. Moscow thường tấn công bằng hàng chục xe bọc thép và xe máy. Trong khi đó, Ukraine thường loại đối phương khỏi vòng chiến đấu bằng mìn, UAV, pháo và tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, những con đường đi qua Vodian, cách đó vài km về phía bắc, ít nguy hiểm hơn. Tại đây, Nga tiến quân với sự yểm trợ của chiến đấu cơ thả bom lượn. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đã ghi nhận 6 cuộc tấn công của Nga trong khu vực. Lữ đoàn cơ giới 72 được trang bị khá tốt với xe tăng T-64, phương tiện chiến đấu BMP-2 và lựu pháo M-109. Tuy nhiên, ngay cả lữ đoàn được trang bị tốt nhất cũng không thể giữ vững phòng tuyến mãi và 2 năm là thời gian dài để chiến đấu với một đơn vị không có sự nghỉ ngơi. Sau 15 tháng giao tranh, lữ đoàn này đã kiệt sức và cuối cùng phải luân chuyển khỏi tiên tuyến trong tháng này, bất chấp việc thiếu các lữ đoàn được trang bị tốt thay thế. Dù vậy, lữ đoàn cơ giới 72 đã đạt được một thành quả hiếm hoi, đó là bảo vệ thị trấn tiền tuyến trong gần 2 năm trước đối phương lớn hơn về lực lượng. Hiện nay, lữ đoàn này cần sự hỗ trợ nếu không được thay thế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là lữ đoàn nào sẽ thay thế hoặc hỗ trợ lữ đoàn này? Các lực lượng của Ukraine đang vừa tấn công Kursk, vừa phòng thủ ở phía đông và phía nam. Họ đã bị kéo căng. Trong khi đó, 14 lữ đoàn mới thành lập thiếu thốn nghiêm trọng những phương tiện hiện đại. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, hiện chỉ có đủ phương tiện để trang bị cho 4 lữ đoàn. Theo kênh CNN bình luận vừa qua thì Israel đang áp dụng chiến lược tăng cường tấn công để giảm nhiệt tình hình khi không kích mạnh mẽ Hezbollah ở Liban. Cụ thể kênh này cho biết những cuộc chiến nhằm mang lại hòa bình hiếm khi thành công, chúng thường là những cuộc chiến có tính chủ động, tấn công trước để vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm tàng. Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh xuyên biên giới gần một năm qua, nhưng trong tuần vừa qua, israel rõ ràng đã quyết định tăng cường mạnh mẽ các cuộc tấn công vào nhóm tay súng thân iran này với tuyên bố rằng họ muốn tăng cường tấn công để giảm nhiệt tình hình buộc đối phương phải chấp nhận giải pháp ngoại giao đây là một chiến lược rủi ro và có khả năng sai lầm chiến lược này nhằm đạt mục tiêu của israel là muốn làm cho mỹ tin rằng họ vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao thiệt hại mà israel gây ra cho hezbollah càng lớn thì khả năng thành công ngắn hạn của israel càng có vẻ rõ ràng hơn Cuộc chiến trên bộ toàn diện giữa quân đội Israel và các tay súng Hezbollah có thể sẽ là thảm họa cho Israel. Sự kiện vừa qua đã cho thấy khoảng cách công nghệ giữa Israel và Hezbollah. Một bên phải sử dụng công nghệ từ hai thập kỷ trước để tránh bị phần mềm gián điệp và giám sát của Israel theo dõi. Bên còn lại có khả năng xâm nhập chuỗi cung ứng hạn chế của thiết bị đó khi gài thuốc nổ và kích đổ hàng nghìn chiếc máy nhắn tin khiến Hezbollah thiệt hại nặng nề. 24 giờ sau xảy ra loạt vụ nổ máy bộ đàm tại Liban, Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận mình thực hiện hai vụ nổ nói trên. Trong khi Hezbollah đang rối loạn, Israel dường như đã phát hiện ra nhiều sai sót của các thành viên lực lượng này, từ đó ám sát hơn một chục nhân vật cấp cao, bao gồm chỉ huy là Ibrahim Akin, trong một vụ nổ lớn ở miền nam Beirut cách đây ít lâu. Trong suốt thời gian đó, các vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban liên tục bị không kích, đã có thiệt hại đáng kể về chỉ huy kiểm soát tinh thần và trang thiết bị mà không cần một binh sĩ Israel nào ở trên bộ. Tác động tâm lý và tác động về mặt hoạt động sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm là rất lớn. Các thành viên Hezbollah có lẽ không biết ai trong số họ còn có thể liên lạc được hoặc bằng cách nào. Họ sẽ bị phân tán, phải tìm phương hướng, có thể không thống nhất được một phản ứng chung, thậm chí có thể lãng phí thời gian vào cuộc đấu đá nội bộ về người kế vị. Israel có lẽ hy vọng Hezbollah cảm thấy bị tổn thất nặng nề đến mức sợ gây thêm thiệt hại cho dân thường Liban buộc phải đồng ý rút lui về phía Bắc sông Litani và nhượng bộ trước các yêu cầu của đối phương để dân thường Israel ở miền Bắc có thể trở về nhà. Phía Israel dường như cũng đã thâm nhập sâu vào hệ thống liên lạc của Hezbollah, có lẽ nắm rõ hơn về các cuộc thảo luận nội bộ của nhóm tay súng này so với những gì họ công khai. Có thể họ cũng tính toán rằng ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah thực sự đã bị dồn vào đường cùng và sẽ phải phản ứng bằng cách phóng loạt rocket vào các thị trấn của Israel. Điều này sẽ khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có lý do để phát động cuộc chiến lớn hơn. Về mặt quân sự, những sự kiện gần đây đã là một tuần thảm họa đối với Hezbollah. Trước những bằng chứng về những lỗ hổng đáng kinh ngạc của Hezbollah trong những ngày này, Israel có thể cảm thấy tự tin rằng họ có thể tiếp tục tấn công mạnh mẽ và cho rằng Hezbollah thực sự không thể đáp trả mạnh mẽ. Hezbollah có thể sử dụng những rocket tốt hơn, nhưng nhiều rocket chắc chắn sẽ bị đánh chặn trong khi số lượng không phải là vô hạn, câu hỏi đặt ra là liệu ông Nasrallah có nghĩ rằng đây là thời điểm để phóng loạt tên lửa lớn nhất của mình không hay các đồng minh muốn Hezbollah chờ đợi một thời điểm khác. Nếu Hezbollah tự nguyện rút lui hoặc không chịu rút lui và bạo lực vẫn tiếp diễn, Israel vẫn có thể tấn công hết mục tiêu này đến mục tiêu khác bằng lực lượng không quân vượt trội mà không cần lo ngại vì hiện tại Hezbollah không thể gây thiệt hại quá lớn cho các trung tâm dân cư của Israel. Tác động của căng thẳng đối với những người Lybăng bình thường sẽ là con dao hai lưỡi, sẽ kéo dài lòng thù hận vốn đã sâu sắc đối với Israel nhưng cũng làm gia tăng tâm lý thù địch với Hezbollah bên trong Lybăng khi mà nhóm này gây ra thiệt hại và hỗn loạn cho người dân Lybăng. Vừa qua, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari thông báo, Israel đã thực hiện không kích nhằm vào khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah tại Lybăng. Đáng chú ý Hầu hết mục tiêu này là khu dân cư và bị phía Tel Aviv cho là cất giấu vũ khí của Hezbollah. Theo thông báo, thì các vũ khí mà Israel cáo buộc Hezbollah cất giấu trong nhà của người dân Liban bao gồm tên lửa hành trình, rocket đầu đạn lớn và thiết bị bay không người lái. IDF còn tiết lộ hình ảnh được cho là tên lửa tầm xa gắn trên bệ phóng thủy lực nằm trong gác xếp một ngôi nhà gia đình người Liban. Với hình ảnh được chụp trong một ngôi nhà tại làng Homin Antata ở miền nam Liban, ông Hagari khẳng định nó đã sẵn sàng để phóng từ một lỗ hồng trên mái nhà dưới gác xép ở tầng trệt hoặc từ một gia đình người liban đang sinh sống họ đóng vai trò là lá chắn sống đây là mối đe dọa thực sự và tức thời đối với người dân thường israel và chúng tôi có nghĩa vụ phải loại bỏ nó tuy nhiên ông hagari không tiết lộ cách idf có được những bức ảnh này và tính xác thực của chúng cũng không thể được xác minh phía israel chỉ cho biết các video về cuộc không kích vào khu dân cư ở liban là bằng chứng việc hezbollah có xu hướng sử dụng nhà dân làm kho vũ khí. Trong một video do IDF công bố, có thể thấy tên lửa bị bắn ra từ vụ nổ dữ dội sau cuộc không kích của Israel và ngay lập tức đâm vào một tòa nhà gần đó. Israel từ lâu cáo buộc Hezbollah biến toàn bộ cộng đồng ở miền nam Liban thành căn cứ với các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng khác được giấu kín. Israel ước tính rằng Hezbollah có khoảng 150.000 quả tên lửa và rocket bao gồm tên lửa dẫn đường và đạn tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Về vụ không kích, Israel đã cảnh báo người dân thường Liban nên chạy trốn khỏi những khu vực mà Hezbollah cất giấu vũ khí. Điều này khiến hàng chục nghìn người hoảng loạn sơ tán tìm nơi an toàn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố được ghi âm để gửi đến người dân Liban có nhấn mạnh: "Họ đặt tên lửa trong phòng khách và gara của bạn. Những tên lửa đó nhắm thẳng vào thành phố của chúng tôi, nhắm thẳng vào người dân Israel." Khi chiến dịch của chúng tôi kết thúc, các bạn có thể trở về nhà an toàn. Để bảo vệ người dân Israel trước các cuộc tấn công của Hezbollah, chúng tôi phải loại bỏ những vũ khí này. Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban, UNIFIL, đã cảnh báo việc căng thẳng ở biên giới Israel-Liban có nguy cơ gây ra hậu quả thảm khốc trong khu vực. UNIFIL cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về an toàn của người dân thường ở miền Nam Liban và cảnh báo các cuộc tấn công vào người dân thường không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có thể tạo thành tội ác chiến tranh. Gần như cùng thời điểm xảy ra vụ không kích trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này đang nỗ lực xoa dịu tình hình tại Liban sau các cuộc không kích của Israel.